Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu của Đài Truyền Hình Việt Nam. Và bây giờ thì để mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho ba người chơi và chị Hồng Nhung ạ. Vâng, thưa quý vị, và chúng ta đã được gặp gỡ ba người chơi ở trên sân khấu của chương trình Chiến Đoán Kỳ Diệu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với vòng thi đoán nhanh đầu tiên để cùng tìm ra người được quyền giới thiệu về mình. Và kèm theo đó, người chơi đó sẽ được 500 điểm. Bây giờ sẽ là ô chữ vòng thi đoán nhanh thứ nhất, gồm 14 chữ cái. Đây là một câu thành ngữ, rất đơn giản như vậy thôi. Xin mời gợi ý của chương trình. Ai biết bấm chuông thật nhanh ạ. Câu thành ngữ này là gì ạ? Vâng, xin mời chị Hương. Là gì ạ? Tiếp tục bấm chuông. Người khác, vâng, xin mời anh Bắc. Cơm treo mèo nhịn. Cơm treo mèo nhịn. Cơm treo mèo nhịn. Đó là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng. Mà cơm đã treo lên rồi thì mèo chỉ nhịn thôi, đúng không? Đây câu thành ngữ rất là vui. Và xin được chúc mừng cho anh Bắc đã có được câu trả lời chính xác. Và anh sẽ là người được quyền tự giới thiệu về mình đầu tiên. Và anh đã có được 500 điểm. Xin mời anh. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Tôi tên là Vũ Đình Bắc. Tôi đến từ Mỹ Đình, Hà Nội. Hiện tôi đang công tác tại tập đoàn Ditec. Qua chương trình này thì tôi cũng xin nhắn gửi đến những người yêu mến chương trình và có ý định trở thành người chơi trên chương trình là hãy đăng ký và kiên nhẫn chờ đợi, cơ hội cũng có thể sẽ đến với các bạn. Kính mong các quý vị khán giả cổ vũ cho ba người chơi chúng tôi. Xin được cảm ơn anh Bắc, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến phần giới thiệu của chị Hương, người chơi vị trí số 2. Xin mời. Tôi tên là Nguyễn Thị Lan Hương, hiện tôi đang công tác tại Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải. Hôm nay tôi là người may mắn được tham gia chương trình và tôi cũng hy vọng là may mắn sẽ đến với tôi trong các vòng quay. Tôi tham gia chương trình để xem thực sự chiếc nón kỳ diệu có thực sự là kỳ diệu không. Vâng, chắc chắn rồi, ngày hôm nay sẽ có rất nhiều thứ để cho chị Hương cũng như là hai người chơi còn lại để tìm hiểu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến phần giới thiệu của chị Hậu, người chơi vị trí số 3. Xin mời. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu. Tôi tên là Nguyễn Thị Hậu. Quê tôi ở giữa hai đèo, phía nam đèo Kẻ, phía bắc Cù Mông, lung linh thành phố Tuy Hòa, xây trong ánh điện sắc son khuê màu, tiếng em vọng giữa đêm thâu, đa tình con mắt người thương nhớ hoài. Vâng, tôi đến từ thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, và hiện tôi đang làm việc tại cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Yên. Và cuộc chiến của tôi hôm nay đó là chinh phục và khám phá sự bí mật và kỳ diệu của chương trình VTV3. Xin chào, cảm ơn ạ. Xin cảm ơn chị Hậu. Và bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến ngay với vòng thi đoán nhanh thứ hai để tìm ra người được quyền quay đầu tiên ở vòng thi thứ nhất. Ở vòng thi này thì ai chiến thắng sẽ được 1.000 điểm. Bây giờ sẽ là ô chữ ở vòng đoán nhanh thứ hai. Ô chữ của chúng tôi gồm 18 chữ cái. Đây là câu thành ngữ ám chỉ sự nghèo túng, xác sơ, không có của cải gì. Xin mời gợi ý chương trình. Đây cũng là một câu rất là thú vị đấy ạ. Này nó có liên quan đến cái loại côn trùng đấy ạ. Vâng, người ta hay nói là gì? Bấm chuông. Xin mời bạn Hậu. Vâng, em xin nói là xác như vợ, sơ như nhom. Không phải xác như vợ mà là gì? Tiếp tục bấm chuông. Xin mời chị Hương. Xác như vợ, vớ, sơ như nhộng. Không phải là vớ mà là gì? Tiếp tục bấm chuông. Xin mời bạn Hậu. Xác như vợ, sơ như nhộng. Xác như vợ, sơ như nhộng. Đó là câu trả lời đúng, xin chúc mừng. Xác như vờ, sơ như nhộng. Vờ là một cái loại côn trùng sinh ra ở mặt nước và có kiếp sống chưa trọn được một ngày. Và khi chết thì xác vờ phơi trên các bãi sông, mỏng dính, lép kẹp và trông rất là thảm hại. Và còn nhộng thì sau khi đã kéo hết tơ rồi thì nó cũng xác sơ kiểu như thế đấy. Bạn Hậu đã có được số điểm 1.000 điểm. Và bây giờ thì bạn sẽ là người được quyền quay đầu tiên ở vòng thi thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Hậu trước khi đến với vòng thi thứ nhất. Bạn Nguyễn Thị Hậu là người sống nội tâm và rất là lãng mạn. Khả năng nổi trội là đá bóng hai chân, sút phạt đẳng cấp. Bạn đá bóng thật luôn đấy ạ. Vâng, đá nhưng mà không nằm trong đội tuyển ạ. Đá cho trường rồi cho cơ quan. Chị còn là fan hâm mộ của MU này. Vâng. Rồi Real Madrid.
Vâng. Có hay thức để xem bóng đá không ạ? Dạ có. Nếu như mà yêu phải một người đàn ông không thích bóng đá thì chị làm nào? À, thế thì mình phải tập tính dung hòa thôi ạ. Vâng, xin được cảm ơn bạn Hậu với phần trò chuyện vừa rồi và hy vọng là chúng ta đã có một cái tinh thần thật là tốt khi đến với cái vòng thi đầu tiên của chương trình. Bây giờ sẽ là ô chữ ở vòng thi thứ nhất và ở vòng 1 có 3 phần thưởng nếu như chúng ta quay được vào ô này. Ô chữ ở vòng 1 của chương trình là ô chữ gồm 9 chữ cái. Đây là một đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Nai. Xin mời bạn Hậu. Chúc bạn may mắn. Vâng, rất may mắn ở ngay vòng quay đầu tiên thì bạn Hậu đã quay được vào ô phần thưởng và bây giờ thì bạn sẽ có thể nhận được một trong 3 phần thưởng của chương trình. Vâng. Và phần thưởng đầu tiên là một máy ép trái cây trị giá 700.000 đồng. Phần thưởng thứ hai là 5kg sầu riêng hạt lép trị giá 250.000 đồng. Và giá Hà Nội mà được ăn sầu riêng thì nó mới hay đúng không ạ? Và phần thưởng thứ ba là một quả bóng nhựa trị giá 20.000 đồng. Đúng sở thích của chị rồi đúng không ạ? Thích đá bóng. Vâng, lĩnh vực nào cũng đúng hết. Vâng, xin mời chị. Xin mời bạn Hậu. Bạn chọn cái nào? Bạn đọc phần thưởng mình lên đi ạ. Phần thưởng của bạn là một máy ép trái cây trị giá 700.000 đồng. Vâng, xin chúc mừng. Vừa vào đã có 700.000 rồi. Bây giờ thì hy vọng là bạn sẽ tiếp tục may mắn như thế. Xin mời. Ở ô 400 điểm. Vâng, em xin đón chữ A. Có 2 chữ A. Xin chúc mừng bạn. Rất tốt. Rất tiếc ô chia đôi. Bạn còn lại 400 điểm. Vâng, em xin nói chữ O ạ. Chữ O lại không có chữ O mất rồi. Đoán thì rất to nhưng mà không có chữ O. Bạn còn 400 điểm. Xin mời anh Bắc. Vâng, ô chia đôi. Xin mời anh. Tôi xin đoán chữ C. Vâng, chữ C có 1 chữ C. Đây là một đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Nai. Vâng, và một lần nữa thì anh Bắc đã quay vào ô phần thưởng. Xin chúc mừng. Vâng, rất lâu rồi những cuộc chơi chúng ta chưa có nhiều người quay vào ô phần thưởng như thế này. Bây giờ còn lại 2 phần thưởng. Xin mời. Anh sẽ chọn một trong 2 phần thưởng còn lại. Phần thưởng là 5kg sầu riêng hạt lép trị giá 250.000 đồng. Đó. Vâng, Kim đã dừng ở ô 900 điểm. Tôi xin đoán chữ Q. Không có chữ Q, rất tiện. Xin mời chị Hương. Ô 700 điểm. Tôi xin đoán chữ N. Chữ N, vâng, rất tiếc là không có chữ N. Xin mời bạn Hậu. Vâng, ô 900 điểm. Em xin đoán chữ U ạ. Chữ U, không có chữ U. Xin mời anh Bắc. Ô 400 điểm. Tôi xin đoán chữ H. Chữ H cũng không có chữ H. Xin mời chị Hương.
100 điểm. Tôi xin đoán chữ M. Vâng, chữ M, có một chữ M. Ô nhân đôi. Tôi xin đoán chữ D ạ. Chữ D thì lại không có chữ D rồi. Xin mời bạn Hậu. Ô 1.000 điểm. Em xin đoán chữ Ư ạ. Có một chữ Ư. Bạn có 1.400 điểm, xin mời. Vâng, lại là ô phần thưởng. Vâng, và tất nhiên rồi, bây giờ thì bạn sẽ lấy nốt cái phần thưởng này. Vâng, em cái phần thưởng mà bạn thích. Vâng. Đó chính là quả bóng nhựa trị giá 20.000 đồng. Wow. Ô 900 điểm. Em xin đoán chữ D. D. Chữ D đấy ạ. Wow. Vâng, chữ D, có một chữ D. Sang ô nhân đôi, xin chúc mừng. Bạn đoán chữ gì ạ? Em xin đoán chữ ơ ạ. Chữ ơ ạ, vâng, là một chữ ơ, xin chúc mừng bạn. Vâng, bạn đang có số điểm là 4.600 điểm. Nếu bây giờ bạn đoán luôn, bạn có 4.600.000 đồng. Nhưng nếu mà đoán sai thì dừng cuộc chơi ở đây. Bạn quyết định thế nào? Vâng, em xin đoán luôn ạ. Ô chữ này là bưởi da cam ạ. Bưởi da cam. Vâng. Và đây là ô chữ chính xác, xin chúc mừng. Xã Tân Triều có 1.114,76 ha đất tự nhiên thì có đến 390 ha đất trồng bưởi. Khác với bưởi da xanh Bến Tre và bưởi Nam Roi của miền Tây Nam Bộ, trái bưởi làng Tân Triều có vỏ mỏng như cam, quả thon nhỏ nên còn có một tên gọi khác là bưởi da cam. Bưởi da cam tép nhỏ, vị ngọt thanh. Người dân nơi đây còn chế biến nhiều món ẩm thực từ đặc sản quê mình như gỏi bưởi, rượu bưởi, nước ép cốt bưởi, siro bưởi, thơm ngon và bổ dưỡng. Tại sao mà khi ăn mừng người bạn lại dơ thế này? Vì chiếc chỉ công an nhân dân là khi hoàn thành nhiệm vụ là được như thế này. Ở vòng thi đầu tiên vừa rồi thì bạn Hậu đã là người chiến thắng với số điểm khá cao, 4.600 điểm. Xin chúc mừng bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với vòng 2 của chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu ngày hôm nay. Ở vòng thi đầu tiên thì bạn Hậu đã có một chiến thắng rất xuất sắc với 4.600 điểm và bạn đã giải được ra ô chữ bưởi da cam của chúng tôi. Và ở vòng thi thứ 2 này thì người được quyền quay đầu tiên đó chính là anh Bắc, người chơi ở vị trí số 1. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Bắc trước khi đến với vòng thi thứ 2 của chương trình. Anh Vũ Đình Bắc đến từ Hà Nội, nghề nghiệp là kỹ sư cầu đường của tập đoàn Ditec. Là người trung thực, thật thà, hết mình vì mọi người, thích tất cả các môn thể thao, đặc biệt là bóng đá. Và cũng có sở thích giống như bạn Hậu ấy, đúng không ạ? Anh có nói là ghét đi chợ, ghét sống một mình, ghét cà phê và thuốc lá. Ghét đi chợ là vì sao? Vợ hay nhờ anh đi chợ hay thế nào? Đi chợ thì rất là khó tìm món để mình ăn, thôi thì thôi mình chọn nấu thôi. Nấu thôi, chia sẻ với các chị phụ nữ để nghĩ ra tối nay ăn được món gì cũng là một cái điều rất là khó khăn. Anh ghét sống một mình. Anh có gia đình chưa? Tôi có gia đình rồi, nhưng mà nói chung là cái ngành cầu đường thì hay phải đi xa. Vâng. Nên mà đi xa mà
Nếu mà công trình nằm ở xa quá mà cuối tuần mà anh em về mình ở lại một mình thì cũng rất là buồn. À, thế nhưng mà điều kiện công việc có khi nó không phải tuần nào mình cũng về được. Vâng. Có khi có tuần mình phải ở lại nhưng mà cái cảnh ở lại một mình đúng là thời rất gian buồn, quá dài. Và tôi thấy anh là người đàn ông thì cũng là khá đảm đang, không thích đi chợ thôi nhưng mà lại có thể nấu cơm được. Đấy là một điều cũng là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Xin cảm ơn anh Bắc và hy vọng là anh sẽ có chiến thắng ở vòng thi này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với vòng 2. Và vòng thi thứ hai này thì sẽ có sự xuất hiện của hai ô bí mật. Ở dưới ô bí mật này có thể là 3 triệu đồng nhưng cũng có thể là ô mất điểm. Hy vọng là những người chơi chúng ta sẽ đến với ô bí mật của chương trình để trải nghiệm những cảm giác thật là thú vị. Ô chữ gồm 10 chữ cái. Đây là một khuynh hướng sáng tác của điện ảnh Pháp vào những năm 1960. Bây giờ thì anh Bắc sẽ là người được quyền quay đầu tiên. Xin chúc anh may mắn, xin mời. Tôi xin đoán chữ T. Không có chữ T. Xin mời chị Hương. Đây là một khuynh hướng sáng tác của điện ảnh Pháp vào những năm 1960. Đó, 900 điểm. Tôi xin đoán chữ P. Chữ P, không có chữ P. Rất tiếc. Xin mời bạn Hậu. Điểm. Vâng, em xin đoán chữ N ạ. Chữ N có 2 chữ N. Xin chúc mừng. Ô, mất điểm. Rất tiếc. Và bây giờ thì vòng quay đến với anh Bắc, xin mời. Ô 700 điểm. Tôi xin đoán chữ H. Chữ H không có chữ H. Xin mời chị Hương. Ô nhân đôi. Chị chưa có điểm, xin mời. Tôi xin đoán chữ A. Chữ A. Vâng, chữ A có 1 chữ A. Chúc mừng chị. Xin mời chị Hương. Và ô bí mật. Xin chúc mừng chị. Bây giờ chị Hương, nếu như đoán đúng có một chữ cái ở trên kia thì chúng ta sẽ có quyền tham dự trò chơi ô bí mật. Chị đoán chữ gì? Tôi xin đoán chữ S. Chữ S gì? Có chữ S gì? Bây giờ chị có quyền tham dự trò chơi ô bí mật. Dưới ô bí mật này là 3 triệu đồng, chị sẽ được nhận 3 triệu đồng tiền mặt ngay. Còn nếu như ô mất điểm thì chị sẽ bị mất lượt này và mất điểm. Còn nếu như không tham dự thì số lần chữ SC xuất hiện ở trên ô chữ kia sẽ được nhân với 1.000 điểm. Chị muốn chọn tham dự ô bí mật hay là không tham dự ô bí mật? Tôi tham dự. Đây sẽ là ô bí mật của chị. Từ đầu đến giờ thì chị Hương chưa may mắn lắm, chưa có chiến thắng nào đúng không? Tôi hy vọng là ở dưới ô bí mật này sẽ là phần thưởng dành cho chị. 3 triệu đồng. Xin chúc mừng. Và cuối cùng thì chị cũng đã có được phần thưởng của chương trình đúng không ạ? Đó là 3 triệu đồng. Chị có thể lấy giúp tôi cái ô bí mật kia được không ạ? Vâng, và chị mở lên nó là cái gì? Mất điểm. Nếu như chị quay vào ô này thì chị đã mất điểm rồi. Xin chúc mừng chị Hương. Chữ S gì có 1 chữ S gì. Xin mời. Điểm. Tôi xin đoán chữ ớ. Chữ ớ không phải là chữ ớ. Xin mời bạn Hậu. Bốn trăm điểm. Em xin đoán chữ L ạ. Chữ L có 1 chữ L.
Xin mời bạn Hậu. Wow, tôi xin đón chữ G. Chữ G, có một chữ G. Xin chúc mừng. Rất tốt, xin mời. Bạn có 600 điểm. Ô 500 điểm. Em xin đón chữ O ạ. Chữ O, vâng, là một chữ O. Bạn có 1.100 điểm. Ô 200 điểm. Xin đón chữ D ạ. Chữ D ạ. Không phải là chữ D. Rất tiếc, xin mời anh Bắc. Năm trăm điểm. Xin đoán chữ B. Cũng không có chữ B. Rất là tiếc cho anh Bắc, anh đã có 3 lần liên tiếp không đoán đúng một chữ rồi. Chính vì vậy mà anh sẽ phải dừng cuộc chơi ở đây. Xin mời chị Hương. Ô 200 điểm. Tôi xin đoán chữ Y ngắn. Có một chữ Y ngắn, xin chúc mừng chị. Xin mời chị. Vâng, ô 800 điểm. Tôi xin đoán chữ M. Chữ M, có một chữ M. Và bây giờ thì chị đang có 1.000 điểm, số điểm rất là tròn. Chị có muốn đọc luôn ô chữ này để có được 1 triệu đồng hay không? Hay là quay nốt vòng cuối cùng? Tôi quay tiếp ạ. Quay tiếp ạ. Vâng, xin mời chị. Vòng cuối cùng, chị quay vào ô thêm lượt. Chị đoán chữ gì ạ? Tôi xin đoán chữ Ơ. Chữ Ơ ạ. Vâng, đó là một chữ Ơ. Xin chúc mừng. Vâng, chị có thêm một lượt nữa nhưng mà tôi nghĩ là không cần thiết trong lúc này nữa rồi, đúng không ạ? Và bây giờ thì chị đọc đúng ô chữ này, chị sẽ có được 1.000 điểm. Tôi xin đọc ô chữ này là làn sóng mới. Và đó là câu trả lời chính xác, xin chúc mừng chị. Nghệ thuật điện ảnh khai sinh tại Pháp và nước Pháp là nơi có nền văn hóa lâu đời. Vào cuối thập niên 50, đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, một thế hệ mới các nhà làm phim trẻ đã trưởng thành. Họ được đào tạo tại các trường điện ảnh, là một nhóm phê bình phim, viết cho các báo và tạp chí điện ảnh của nước Pháp. Sự mới lạ và trẻ trung của những đạo diễn này khiến giới báo chí gọi là làn sóng mới. Năm đạo diễn chính làm 32 phim trong 7 năm, từ 1959 tới 1966. Tiêu biểu là François Truffaut với phim 400 cú đấm. Đặc điểm nổi bật của phim làn sóng mới là yếu tố hài, đề cao tính sáng tạo của cá nhân, tính tài liệu trong phim rất rõ nét. Ở vòng thi thứ hai vừa rồi, chị Hương đã là người chiến thắng với 1.000 điểm. Xin chúc mừng chị Hương. Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với vòng 3 của chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, và đây chính là trò chơi đổi hay không đổi của vòng 3 của chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu. Nếu như những người chơi của chúng ta quyết định dừng cuộc chơi, có thể tham dự trò chơi đổi hay không đổi này để có hy vọng có được phần thưởng lên đến 10 triệu đồng của chương trình. Ở trong 4 chiếc hộp này sẽ có 2 phần thưởng có giá trị bằng tiền mặt lên đến 10 triệu, nhưng cũng có 2 phần thưởng có giá trị kỷ niệm của chương trình. Và bây giờ thì hy vọng là những người chơi của chúng ta sẽ chơi hết mình ở vòng thi thứ 3 này. Và chúng ta sẽ cùng xem kết thúc vòng thi thứ 3 ai sẽ là người chơi có mặt ở vòng thi đặc biệt.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với ba người chơi ở sân khấu chính. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với người chơi vừa mới chiến thắng ở vòng thi thứ hai vừa rồi, đó là chị Hương. Chị Nguyễn Thị Lan Hương đến từ Hà Nội, nghề nghiệp là kỹ sư địa chất công trình, Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, là người vui tính, dễ gần, không hề biết giận. Dạ vâng, nếu có thì chỉ một tí là hết ạ. Thế thì chồng chị là người rất là hạnh phúc rồi, đúng không ạ? Vâng. Thích thể thao, yêu đội MU hồi trẻ. MU hồi trẻ như nào? Tức là hồi tôi còn trẻ thì tôi thích đội MU, nhưng mà khi lấy chồng thì tôi thích thêm đội Inter Milan. Vì nhiều khi là do ảnh hưởng nhá, chồng tôi cũng thích Inter Milan, yêu chồng nên yêu luôn đội bóng của chồng. Anh mà nghe câu này thì hạnh phúc quá. Và còn tôi thấy là bóng đá Ý thì có rất nhiều các cầu thủ đẹp trai đúng không ạ? Cho nên là cũng hút các cô gái xem bóng đá lắm. Xin được cảm ơn chị Hương với những lời chia sẻ vừa rồi. Và hy vọng là chúng ta sẽ có một cuộc chơi thật là vui, đặc biệt là ở vòng 3 này sẽ là một vòng thi thật là gay cấn. Ô chữ của chúng tôi ở vòng thi quyết định này gồm 10 chữ cái. Xin mời. Đây là địa danh yêu thích của khách du lịch khi đến với Tây Bắc. Và chị Hương sẽ là người được quyền quay đầu tiên. Chúc chị may mắn. Rất khiêm tốn. Tôi xin đoán chữ N. Không có chữ N. Xin mời bạn Hậu. Rất tiếc là chị Hương không được tham dự trò chơi đổi hay không đổi. Ô 300 điểm. Xin đoán chữ Ư ạ. Chữ Ư. Không có chữ Ư. Và bạn Hậu cũng không được quyền tham dự trò chơi đổi hay không đổi của chương trình. Xin mời anh Bắc. Ô 1.000 điểm. Anh đoán chữ gì ạ? Tôi xin đoán chữ M. Chữ M cũng không có chữ M. Rất tiếc hôm nay cả ba người chơi đều không được tham dự trò chơi đổi hay không đổi. Xin mời chị Hương. Ô 700 điểm. Tôi xin đoán chữ A. Chữ A có 2 chữ A. Xin chúc mừng chị. Xin mời, chị có 1.400 điểm. Qua mất ô 2.000 điểm. Ô 100 điểm. Xin mời chị. Tôi xin đoán chữ T. Không có chữ T mất rồi. Xin mời bạn Hậu. Và ô 900 điểm. Em xin đoán chữ B khó. Có 1 chữ P. Xin mời. Bạn có 900 điểm. Điểm. Em xin đoán chữ H ạ. Chữ H có 2 chữ H. Xin chúc mừng bạn. Xin mời, bạn có thêm 600 điểm nữa. Bây giờ bạn đang có 1.500 điểm. Ô 1.000 điểm. Em xin đoán chữ T ạ. Chữ T, không có chữ T. Xin mời anh Bắc. Ô thêm lượt. Anh đoán chữ gì ạ? Chữ D. Có 1 chữ D. Xin chúc mừng anh. Chữ đầu tiên, xin mời. Thank you.
điểm. Xin chúc mừng. Tôi xin đoán chữ E. Chữ E có một chữ E. Tôi xin đoán chữ O. Chữ O. Và chữ O có một chữ O. Có 200 điểm. Xin đoán chữ K. Chữ K có một chữ K. Anh đang có 2.000 điểm rồi. Tôi xin đoán chữ Y dài. Không phải là chữ Y dài. Rất tiếc. Một 900 điểm. Tôi xin đoán chữ U. Đó là một chữ U. Xin chúc mừng. Bây giờ số điểm của anh là khá cao, 2.900 điểm. Ô chữ thì đã mở hết rồi, đúng không ạ? Bây giờ đọc đúng ô chữ này, anh sẽ có được 2.900.000 đồng tiền thưởng. Xin mời anh Bắc. Đèo Khâu Phạ. Đèo Khâu Phạ. Vâng, đó là đáp án không chính xác, rất tiếc. Xin mời chị Hương. Đèo Khẩu Pa. Cái gì ạ? Dấu sắc. Đèo Khẩu. Khẩu Pha. Pha. Đèo Khấu Pha và đó là ô chữ không chính xác. Rất tiếc. Bây giờ đến bạn có 1.500 điểm. Đọc đúng bạn có 1.500.000 đồng. Vâng, em xin nói ô chữ là đèo Khấu Phá. À, Khấu Phá. Đèo Khấu Phá đó là ô chữ cũng không chính xác. Rất tiếc. Xin mời quý vị khán giả sẽ giải hộ cho ba người chơi ô chữ này. Tôi xin trả lời câu hỏi là đèo Khấu Phá. Đèo Khấu Phá. Vâng ạ. Chính xác, xin chúc mừng bạn. Đèo Khao Phạ là một trong những cung đường đèo quanh co và dốc đứng thuộc hàng bậc nhất Việt Nam. Trong suốt 30 km đường đèo có khoảng một chục khúc cua khuỷu tay. Bao quanh đèo là dãy núi trùng điệp giữa những cánh rừng già còn mang đậm nét nguyên sơ và những triền ruộng bậc thang của người Mông và Thái. Khao Phạ đẹp nhất vào mùa lúa, khoảng tháng 9, tháng 10, khi lúa trên chân ruộng bậc thang ở Tú Lệ chín vàng. Chị có biết chị tên là gì? Tôi tên là Trương Thu Hiền, tôi đến từ Yên Bái, nơi cách đèo Khao Phạ 50 cây ạ. Vâng, xin cảm ơn chị rất nhiều và xin mời chị nhận phần quà chương trình. Tôi xin được tổng kết 3 vòng chơi trong chương trình ngày hôm nay. Rất tiếc ở vòng thi thứ 3 không có người nào giải được ô chữ của chương trình. Nhưng chúng ta cũng tìm được ra người đến với vòng thi đặc biệt ngày hôm nay. Đó chính là người chơi ở vị trí số 3 với số điểm là 5.600 điểm. Xin chúc mừng bạn Hậu. Người chơi về ở vị trí số 2 đó chính là chị Hương, đã có được một vòng thi chiến thắng và chị sẽ ra về ở giải nhì với 1.000 điểm, tương ứng với 1 triệu đồng. Và chị có thêm được 3 triệu đồng bằng tiền mặt với ô bí mật của chương trình. Xin chúc mừng chị Hương. Anh Bắc thì có một vòng thi đoán nhanh chiến thắng thôi và anh sẽ ra về ở vị trí số 3 với 500.000 đồng tiền thưởng, tương ứng với 500 điểm của anh. Xin chúc mừng anh Bắc. Vâng, và nhân đây thì chương trình cũng có những phần quà dành cho cả ba người chơi tham dự chương trình. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với vòng thi dành cho khán giả của chương trình ngày hôm nay. Một phần quà chương trình cũng như là một chiếc máy xay sinh tố ở đây sẽ thuộc về ai giải được ô chữ ở vòng thi khán giả của chương trình. Ô chữ gồm 10 chữ cái. Xin mời. Đây là một đặc sản của biển. Và xin mời bạn áo trắng. Tôi xin trả lời ô chữ này là cá chim biển. Cá chim biển. Đây là cá chim biển. Xin chúc mừng. Cá chim, thịt ngon và bổ được nhân dân ta coi là đặc sản hàng đầu trong các loài cá biển.
chim, thu, nụ, đé. Biển nước ta có nhiều loại cá chim như cá chim trắng, cá chim đen, cá chim gai, cá chim Ấn Độ, nhưng gặp phổ biến và có giá trị hơn cả là cá chim trắng và đen. Cá chim có thể chế biến thành các món ăn hấp dẫn như cá chim biển sốt chua ngọt, cá chim biển kho thịt, cá chim biển sốt nước trái cây, cá chim biển hấp xì dầu. Xin chào bạn, bạn cho biết bạn tên là gì ạ? Em là Nguyễn Cao Cường, em đến từ Hà Tĩnh. Hôm nay em đến đây cổ vũ cho ai? Em đến cổ vũ chị Hậu. Vâng, chị Hậu là chị của bạn. Vâng. Bạn đã trả lời được đúng ô chữ của chương trình cá chim biển. Và bây giờ xin mời bạn nhận phần quà chương trình. Vâng, em đợi chương trình. Đến vòng đặc biệt của chương trình Chiêm Ngon Kỳ Diệu ngày hôm nay, chúng ta thấy sự xuất sắc của bạn Hậu, người chơi ở vị trí số 3. Ở đây có rất nhiều những giải thưởng từ 5 triệu đồng cho đến 30 triệu đồng của chương trình. Hy vọng là bạn sẽ giải được ô chữ ở vòng thi cuối cùng của chúng tôi. Bây giờ bạn muốn quay để tìm giải thưởng trước hay là bạn muốn đoán ô chữ trước? Vâng, sẽ đoán trước ạ. Đoán ô chữ trước, vâng. Đúng không ạ? Để lúc quay tìm giải thưởng nó hứng thú hơn. Vâng. Bây giờ thì bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng, đã sẵn sàng ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với ô chữ vòng thi đặc biệt của chương trình. Ô chữ gồm 13 chữ cái. Đây là một kiểu chợ lạ tại miền Tây. Và bạn Hậu sẽ được quyền đoán trước 3 chữ. Xin mời. Em chỉ đoán chữ C ạ. Chữ gì nữa ạ? Chữ N ạ. N và chữ gì ạ? Chữ Ư. Chữ C, chữ N và chữ Ư, đúng không ạ? Chữ C, bạn có 2 chữ C. Chữ N, bạn có 2 chữ N. Rất tiếc chữ Ư, không có chữ Ư nào. Bây giờ bạn có 30 giây để suy nghĩ về ô chữ này. 30 giây, bắt đầu. Hết 30 giây. Và bây giờ thì bạn Hậu sẽ có 10 giây để đọc đáp án. 10 giây, bắt đầu. Rất tiếc đã qua mất 10 giây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhờ quý vị khán giả giải hộ cho bạn Hậu ô chữ này. Xin mời. Và xin mời bạn. Tôi xin đoán chữ này là chợ trôi 5 căn. Chợ trôi 5 căn. Vâng. Và đó là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng bạn. Chợ nằm ở thị trấn 5 căn là chợ huyện ở tận cùng đất nước nhưng rất sôi nổi và sung túc và bậc nhất của đất mũi Cà Mau. Chợ mang tên là chợ trôi. Khác với chợ nổi Cần Thơ, hàng ngày các cửa hàng, cửa hiệu là những chiếc ghe nhỏ len lỏi khắp các sông rạch hẻo lánh, mang đến cho người dân ở vùng sâu năm căn những cái kim, sợi chỉ, bó rau cho đến những món hàng cao cấp. Đặc điểm của chợ trôi là người mua sắm cứ việc ngồi tại nhà, cửa hàng sẽ trôi đến. Vâng, bạn cho biết bạn tên là gì ạ? Tôi giới thiệu, tôi tên là Lê Thu Hà, tôi đang công tác tại công ty cổ phần công trình đô thị Long Biên ạ. Xin cảm ơn bạn và xin mời bạn nhận phần quà chương trình. Rất tiếc bạn Hậu đã không giải được ra ô chữ này, nhưng không sao, ngày hôm nay thì bạn Hậu làm trong lực lượng vũ trang ấy, đúng không ạ? Đã có một cuộc chơi rất là vui. Bạn Hậu sẽ ra về với phần thưởng trị giá 5.600 điểm, tương ứng với 5 triệu 600.000 đồng. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn Hậu và xin chúc bạn gặp thật nhiều may mắn. Bây giờ thì chương trình xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.